Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Cholai Channel. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu flycam trong phân khúc giá rẻ. Flycam này thì là một cái phiên bản được ra mắt năm 2021 này, giữa năm 2021, và nó là bản nâng cấp của cái con flycam SG108. Thì cái phiên bản này là SG108 Pro, mức giá hiện tại là 2.550.000 các bạn nhé. Nó sẽ mắc hơn một vài trăm, khoảng 200-300 so với phiên bản cũ. Thì chỉ có một cái chi tiết khác biệt thôi, đó là cái con Pro này nó được trang bị cái cụm gimbal chống rung 20, đó là cái điểm khác biệt duy nhất. Còn lại thì tất cả mọi thứ thông số khác, ví dụ như là thời gian bay, phạm vi bay cao bay xa đó, hay là về cái thiết kế của nó thì không có gì thay đổi cả. Mình sẽ mở cái ba lô đựng cái con SG108 Pro này ra. Đây là nhân vật chính chúng ta, chiếc flycam SG108 Pro này rất là gọn gàng và cực kỳ đẹp mắt các bạn nhé. Chất liệu màu đen nhám, nó có thêm màu cam nữa. Đó, thì các bạn thấy ngay, đó là cái camera của nó này. Đó, nó được trang bị cái miếng bảo vệ camera, cái nắp, và bên trong nó có cái trục, hai trục, gimbal hai trục. Còn cái con phiên bản cũ thì nó không có cái nắp bảo vệ này, và cái camera của nó cũng không có có chống rung hai trục. Đó, cái con phiên bản cũ chỉ có chống rung điện tử thôi. Còn con mới này thì có cả thêm gimbal hai trục nữa. Về động cơ của nó thì vẫn là động cơ không trổ than, các loại động cơ cũ của cái con SG108. Flycam SG108 Pro thì vẫn được trang bị cảm biến độ cao, giúp cho chúng ta có thể bay ở trong cái phạm vi bay thấp mà vẫn giữ được cái sự ổn định nếu trong trường hợp là môi trường GPS yếu hoặc là không có GPS. Viên pin của cái con flycam này thì vẫn là sử dụng viên pin 3000 mAh 7.4V các bạn nhé. Pin thông minh Li-ion, một cái pin thông minh giúp cho thời gian bay là tầm khoảng từ 20 cho đến 22 phút thực tế. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp bảo vệ cam này ra. Đó, các bạn hết sức nhẹ nhàng khi mà chúng ta tháo cái miếng này ra các bạn nhé. Đặc biệt lưu ý là trước khi các bạn mở flycam lên thì các bạn phải tháo cái miếng này ra. Camera nó được trang bị cái gimbal là cái miếng này các bạn này. Đó, nó lủng lẳng như vậy. Đó, hai trục lên xuống và trái phải. Đó, thì tất nhiên là việc trang bị thêm cái gimbal chống rung này thì sẽ giúp cho cái hình ảnh của video nó mượt mà và nó ổn định hơn rất nhiều so với việc là không được trang bị gimbal. Gimbal vật lý là một cái gimbal nó chất lượng hơn hoàn toàn so với cái chống rung điện tử. Chất lượng quay video của cái con flycam này là định dạng là video là 2K và chụp ảnh là 4K. Màu sắc hiển thị của hình ảnh thì cũng tương đối là rõ nét và sáng các bạn nhé. Hình ảnh tương đối là chất lượng trong cái phân khúc giá tầm khoảng 2.500.000 thôi. Thì gần như là đây là chiếc flycam thuộc top flycam trong cái phân khúc giá này rồi. Xài rất là ok. Tiếp theo thì tay cầm thì vẫn là tay cầm cũ thôi các bạn, không có gì thay đổi cả. Đó, chiếc tay cầm rất là gọn gàng. Nút GPS này, tự động cất cánh hạ cánh rồi return to home. Flycam vẫn được trang bị cái định vị GPS cho nên là các bạn vẫn rất là an tâm khi mà các bạn bay cao bay xa, thì nếu mất kết nối, mất sóng tín hiệu thì sóng GPS sẽ giúp cho flycam trở về vẫn rất là an tâm. Chúng ta có ở trên đây là những cái nút như là nút căn chỉnh lại định hướng la bàn và nút vận tốc các bạn này. Nút điều chỉnh góc xoay camera lên xuống. Đó. Pin là của cái tay cầm này là pin sạc. Tiếp theo trong hộp này chúng ta còn có những cái phụ kiện rất là cơ bản ở đây. Ví dụ như là một cái sợi dây cáp sạc, một cái tua vít, cánh và ốc vít dự phòng. Ok. Thì nhân vật chúng ta là cái flycam SG108 Pro phiên bản 2021. Đó, cái điểm khác biệt duy nhất là cái cụm cam đã được trang bị chống rung 20. Đó, đây là cái điều mà chúng ta, cái điểm chúng ta để phân biệt với phiên bản cũ các bạn nhé. Ok, ngay bây giờ mình sẽ cất cánh bay thử cho các bạn xem. Thật ra thì chiếc flycam này nó còn có một cái điểm cải tiến nữa sau phiên bản cũ, đó là được trang bị cái khay để gắn thẻ nhớ. Con SG108 bản cũ thì nó không gắn được thẻ nhớ các bạn nhé, con này thì đã gắn được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bay thử cái chiếc flycam SG108 Pro này các bạn nhé. Thì khởi động máy bay lên rồi khởi động tay cầm lên, và các bạn sẽ lấy điện thoại chúng ta kết nối với cái app, kết nối với cái flycam qua cái app nó có tên là LVK Pro. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta bay ở trong nhà thì các bạn sẽ phải nhấn nút GPS này. Đó, các bạn off nó đi thì chúng ta mới bay được ở cái môi trường mà không có GPS.
Đó, đây là SG108 Pro bay bằng cả biến độ cao. Flycam này thì nó được trang bị cái gimbal chống rung 20 các bạn nhé. Bay hoàn toàn bằng cảm biến độ cao, mình thả tay ra nhưng mà Flycam vẫn đứng yên một chỗ vị trí luôn kìa các bạn. Những vị trí rất là tốt nha, cảm biến như thế này là đã là tốt rồi đó. Pin yếu cho nên là cái tay cầm nó báo bíp bíp liên tục đó các bạn. Khi các bạn bay ở trong một cái không gian nó hẹp như thế này thì các bạn đòi hỏi là chúng ta phải thực sự là thành thạo cái khả năng điều khiển các bạn nhé. Pin sắp hết pin rồi cho nên là mình sẽ hạ cánh ở đây. Thì mình vừa mới bay thử chiếc Flycam SG108 Pro trong nhà, bay bằng cảm biến độ cao Home GPS. Thì Flycam được trang bị cái gimbal chống rung 20 cho nên là hình ảnh nó sẽ ổn định tốt hơn so với phiên bản mà không được trang bị gimbal chống rung 20. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là ở cái con Flycam mới này thì đã được trang bị cái khay để gắn thẻ nhớ. Đó, 128GB các bạn này. Thì giúp cho các bạn có thể quay video tốt hơn, chúng ta lưu trữ được nhiều hơn. Rồi thì đây là phiên bản SG108 Pro 2021, một chiếc Flycam rất là tốt trong phân khúc giá 2 triệu rưỡi dành cho những người mà mới bắt đầu tập chơi. Thì ok, sản phẩm này đang có hàng sẵn tại Chula Store, nếu như các bạn muốn đặt hàng thì hãy kích ngay xuống đường link phía dưới phần mô tả để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất các bạn nhé. Video ngắn hôm nay của mình xin được phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhấn subscribe, nhấn chuông để có thể đón xem được những video trong lần sau nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.